khỏa thân chụp ảnh, kiểu khách dễ bị ghét nhất thế giới. Trở thành khách du lịch ở một quốc gia không khác so với việc làm khách trong nhà một ai đó, bạn sẽ được chào đón nồng nhiệt, nhưng phải cư xử đúng mực. Dưới đây là những kiểu du khách từng gây sốc hoặc khiến người dân địa phương khó chịu. Khỏa thân chụp ảnh Những vị khách thích cởi đồ thường phải chụp lén tại các điểm du lịch nổi tiếng, lúc không có người, nếu bị bắt gặp. Họ phải nhận rất nhiều lời chỉ trích từ người dân địa phương, thậm chí, nhiều người gặp rắc rối với pháp luật vì hành vi của mình. Năm 2017, hai du khách Mỹ đã bị bắt ở Thái Lan vì chụp ảnh khoe vòng ba tại đền Wat Arun nổi tiếng. Ngoài mức phạt 5.000 bạt, 3,5 triệu đồng, họ cũng bị trục xuất về nước ngay lập tức. Viết bậy lên các di tích lịch sử, kỳ quan thế giới. Nghệ thuật vẽ graffiti được yêu thích ở nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên không ai hào hứng với những du khách thích khắc tên mình hoặc những lời vô nghĩa như tôi đã ở đây lên các công trình, di tích nổi tiếng. Tháng 11 năm 2018 Hai du khách Canada và Anh đã gặp rắc rối với pháp luật khi phá hoại một bức tường gạch cổ ở Chiang Mai, Thái Lan. Họ bị bắt sau khi phun, vẽ các dòng chữ lên một trong những cánh cổng lịch sử của thành phố. Năm 2013, một du khách Trung Quốc đã viết tên mình lên tác phẩm điêu khắc tại đền Luxor ở Ai Cập. Hành động này của nam du khách đã bị chỉ trích nặng nề khi đó. Ngược đãi động vật Năm 2017, một con cá heo nhỏ đã chết khi bị một du khách tắm trên bãi biển Tây Ban Nha lôi lên khỏi nước để chụp ảnh selfie. Trước đó, hai con cá heo bơi gần một khu nghỉ dưỡng Argentina cũng gặp sự cố tương tự. Tại Trung Quốc, nhiều trường hợp du khách gây phẫn nộ vì ném đá vào các con vật trong sở thú, nhổ lông vũ của những loài chim lạ, hay trộm cắp vật. Việc mang về nhà những món quà lưu niệm luôn được hoan nghênh mỗi khi bạn đi du lịch, nhưng điều đó không đồng nghĩa với hành động mang về những món đồ trộm cắp. Năm 2018, một cặp vợ chồng Trung Quốc đã lấy trộm nắp bồn cầu trong khách sạn ở Nagoya khi du lịch Nhật Bản một du khách Pháp bị cảnh sát bắt gặp với ba lô chứa 13 mảnh đất nung lấy trộm từ khu di tích Pompei nổi tiếng ở Italy. Ăn xin Đây là hiện tượng phổ biến trong những năm gần đây, và thường xuất hiện ở Thái Lan, Philippines, Singapore, Việt Nam. Một số phượt thủ ăn mặc nhem nhuốc, xuề xòa và ngồi ăn xin ở khu vực đông người như chợ. Mục đích của họ là xin tiền để tiếp tục chuyến du lịch của mình. Những du khách này thường không để lại cảm tình tốt đẹp với người dân địa phương và các du khách khác. Vào tháng 2, một cặp du khách nga bị bắt ở malaysia khi mang con ra biểu diễn để kiếm tiền trang trải cho tour du lịch của mình khách tây bị bắt ở malaysia vì tung hướng trẻ sơ sinh xin tiền khách tây bị bắt ở malaysia vì tung hướng trẻ sơ sinh để xin tiền video star hành động thiếu suy nghĩ sẽ không ai chào đón những người chen lấn xô đẩy khi xếp hàng trong công viên đánh mắng nhân viên sân bay chỉ vì chuyến bay trễ chuyến nhiều khách du lịch Trung Quốc cũng bị chỉ trích vì trèo lên những cây hoa anh đào ở Nhật Bản và rung lắc để hoa rơi, tạo cảnh đẹp chụp ảnh. Năm 2018, New Zealand đã phải lên tiếng cảnh cáo và chỉ trích 12 du khách bất lịch sự, những người hồn nhiên xả rác ở khu nghỉ dưỡng, phá hoại phòng khách sạn, không trả tiền ăn tại nhà hàng, khu mua sắm. Anh Binh, theo Channel News Asia